Hân hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió để gia đình được hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Tân Sửu 2021 này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Giáp Thìn sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, để có phải gặp được những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế lưu niên tương khắc với mệnh chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, tổng thể vận thế mà nói không hề tầm thường. Bởi vì mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp Thái Tuế tương khắc, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Đối với sự nghiệp, dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ. Trong việc mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, khiến cho mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trên cương vị công tác có được quyền lãnh đạo. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống. Năm nay tài lộc tốt, nhưng tình yêu không may mắn, thu nhập chấp nhận được và sẽ có nhiều cơ hội để bạn có được tài lộc. Có thể có vấn đề cho các cặp vợ chồng hay giải quyết mâu thuẫn cẩn thận. Chỉ cần cố gắng nhượng bộ nhiều hơn cho người khác là mọi thứ sẽ ổn. Vào đầu năm, sức khỏe rất tốt, hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bạn đời mình. Tình trạng sức khỏe cuối năm sẽ không được tốt, áp lực từ công việc có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ thấp và sự chậm chạp trong các hoạt động. Thực hiện một số bài tập như thái cực quyền và yoga để thư giãn. Đối mặt với các yêu cầu tài chính từ bạn bè và người thân, bạn nên cung cấp trong khả năng ngăn chặn sự xuất hiện của các vấn đề nhạy cảm bệnh lý về da và răng. Năm 2021, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2021, đòi hỏi bản mệnh bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2021 cũng mang theo không ít hung tinh, gây xung sát, chủ yếu gây họa tán tài hào lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, tự tin vào bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Mệnh chủ đang nỗ lực hết sức để xây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp thân, tí, thìn.
Dự đoán tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ được hiểu là đất trên đường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 theo dương lịch. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, nhưng vì hình thái tuế năm nay tuy có trợ lực nhưng sẽ cảm thấy có lực cản. Vận đào hoa nhưng sẽ là đào hoa sát, mệnh chủ cần tránh xa những mối quan hệ không rõ ràng, tránh trường hợp vì đó mà rạn nứt tình cảm gia đình. Đào hoa vượng cũng sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi, mâu thuẫn vợ chồng. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong năm 2021 vận trình không có gì nổi bật. Khoảng thời gian đầu năm sự nghiệp thuận lợi, có đà tăng tiến, nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi có được. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản mệnh chủ phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi. Chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ cẩn trọng. Hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có xảy ra thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm thì vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài. Nếu thấy có lợi là nhanh tay thu lưới để tránh tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 58 tuổi, năm nay sao Thái Bạch chiếu mệnh, làm việc gì cũng luôn cảm giác không được như ý, cần giữ được cái tâm bình hòa để đối với mọi việc. Nữ mệnh 58 tuổi gặp Thái Âm chiếu mệnh, cần phải chú ý về vấn đề sức khỏe, những vấn đề về phụ khoa. Khoảng thời gian này thì phong thủy may mắn khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Hãy giữ quan điểm tài chính bảo thủ một chút, tức là dành phần lớn khoản tiền của mình có cho tiết kiệm, tích lũy bền lâu, hạn chế tiêu số tiền quá lớn vào việc đầu tư. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên biết cách khống chế ham muốn mua sắm quá đà, chớ nên chi tiêu lãng phí, đừng vì dĩ diện mà dùng tiền bạc thiếu cân nhắc, đổ tiền vào ăn chơi mua sắm. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, giảm bớt những thứ không thực sự cần thiết. Năm nay nên tự rèn cho mình cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Càng những thứ liên quan đến tiền như đầu tư kinh doanh thì càng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Nên quan sát từng biến động của thị trường để có những thay đổi cho phù hợp. Trong chuyện tiền bạc thì nên để mình nắm thế chủ động, chú ý cân nhắc mọi phương án trước khi làm bất cứ điều gì. Biết đủ là đủ, đừng tham lam quá mức, cũng đừng nóng vội đòi thành quả quá sớm. Cần phải có đủ kiên trì và nghị lực thì mới có thể làm việc lâu dài và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Ngoài ra năm nay, cần phải chú ý đến bảo vệ sức khỏe, mọi chuyện nên dùng tâm bình tĩnh, đừng để kích động hại thân. Đồng thời cũng nên chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để có thể hóa giải. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 đã ở tuổi trung niên vào năm 2021 và vận may nói chung có thể tốt. Không có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra với sức khỏe của bạn, nhưng cần phải đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe và trạng thái thể chất. Sự nghiệp của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều, mang lại cho bạn tài lộc đáng kể. Một số khủng hoảng về vấn đề có thể xảy ra trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm của mình. Năm nay, để có được nhiều cơ hội hơn ở nơi làm việc, bạn phải tham gia nhiều hoạt động giải trí và uống nhiều rượu hơn. Điều này có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ thấp và tình trạng tinh thần kém trong ban ngày.
Một số môn thể thao như thư giãn, yoga có thể giúp cho họ thư giãn. Do kiên trì, ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc đòi hỏi cao, hiệu suất công việc của bạn có thể được cải thiện đáng kể vào năm 2021. Bạn có thể tạo ra tài lộc, đồng thời nên nhớ rằng khi đối mặt với yêu cầu từ bạn bè và người thân thì chỉ nên cho vay tiền trong khả năng của mình. Sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Tân Sửu 2021. Về sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 thì trong năm sẽ gặp phải nhiều hung tinh nên mệnh chủ phải đối mặt với những áp lực nhất định. Mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng bên ngoài nhưng có thể âm thầm để ý quan sát mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964. Chỉ cần mệnh chủ sơ suất lơ là thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho mệnh chủ, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho mệnh chủ nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem có bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu mệnh chủ kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cách lách luật. Qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Năm 2021 này, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 không có cơ may thăng quan tiến chức. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi, để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây ra rắc rối cho mình. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Mậu Tuất, dương lịch từ ngày 6 tháng 10 cho đến ngày 4 tháng 11, tức từ ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào các tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vào năm Tân Sửu. Xét về đường tài lộc của mệnh chủ Giáp Thìn, có thể do Tân Kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại Sửu Thổ nên bị cản trở trong công việc chính, thủy hỏa bất dung khiến thu nhập từ công việc chính khó bể gia tăng. Tài lộc trong năm Tân Sửu chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn, đừng tham lam mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống dư giả hơn. Đặc biệt là từ người kinh doanh buôn bán, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ, đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra,
Do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề tiểu tiết, tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh, muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức, thăng quan tiến chức. Về sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vào năm Tân Sửu. Xem tử vi năm 2021 thì bản mệnh cần nhớ đừng tạo ra quá nhiều áp lực cho mình, cần lưu ý giữ cho mắt được nghỉ ngơi thoải mái, cũng như là lựa chọn tư thế ngồi và thói quen sinh hoạt điều độ khoa học. Bị thái tuế kiểm soát, thiên can lưu niên làm hao tổn sức khỏe không được tốt, cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt là cần chú ý về não huyết, lại gặp phải ảnh hưởng của tử phù kiếp sát, e rằng những tai họa bất ngờ xảy ra từ các ngành nghề xây dựng, giao thông, chất nổ. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 làm ngành nghề có độ nguy hiểm cao, nhất định phải cẩn thận. Cùng với đó, trong năm Tân Sửu 2021 này, do thổ khí quá vượng nên mệnh chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan về đường tiêu hóa. Chú ý về đường ăn uống của mình để tránh mắc phải những bệnh liên quan. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 đặc biệt lưu ý đến sức khỏe của bản thân và người nhà. Thái tuế khắc thân lại thêm hung tinh tử phù kiếp sát đến, dễ dàng khiến cho sức khỏe bật đèn đỏ. Khi tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất là chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt, tối tăm, có nhiều tà khí, dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Mệnh chủ thường gặp các vấn đề về sức khỏe, nhưng các bệnh nhẹ như cảm lạnh, sốt, đặc biệt là khi thời tiết có đột ngột thay đổi vào đầu mùa. Bạn nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình và đi khám bác sĩ kịp thời khi cảm thấy không khỏe, đừng trì hoãn, có thể hậu quả rất nghiêm trọng. Về tình duyên của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 vào năm Tân Sửu, tình yêu và mối quan hệ sẽ không suôn sẻ cho mệnh chủ Giáp Thìn 1964. Bạn có thể gặp vấn đề trong tình yêu, có thể rạn nứt với bạn đời của mình vì các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như vấn đề của trẻ em không xử lý đúng cách, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chia tay. Để giải quyết các vấn đề tình cảm một cách hợp lý, bạn nên thể hiện sự kiên nhẫn và khoan dung hơn, xin lỗi kịp thời nếu làm điều gì đó tồi tệ và nhớ đưa ra cho bạn đời của mình một sự tỉnh táo và bao dung cho những điều không tốt đẹp hoặc mâu thuẫn. Gia đình là một thiên đường trong trái tim của mọi người. Thất bại trong việc giải quyết các vấn đề gia đình có thể là một vấn đề khó chịu ảnh hưởng đến cả sức khỏe và sự nghiệp. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh. Bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa đến nay, dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng. Năm 2021 Tân Sửu sẽ gặp phải hạn toán tận. Người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó, những ai có nguy cơ cao đó là bị cướp bóc và thứ hai đó là chung vốn làm ăn. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và khó đề phòng. Nếu như vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh năm Tân Sửu của tuổi Giáp Thìn 1964. Nữ mạng sao Thái Âm chiếu mệnh, chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, dễ đạt được ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm tốt cho cả nam và nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nam mạng sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền.
Người có hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Những người sinh năm Giáp Thìn tính tình nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt, luôn chất chứa khát khao, cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn, quan trọng. Nếu được sinh giờ tốt thì luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao. Tuy là người võ đoán nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Người này có số thủy nạn, hạn xấu vào năm 49 tuổi. Vì đúng can giáp nên tuổi này nếu ra khỏi quê quán sinh sống sẽ hiển vinh, giàu có. Tuổi này có nhà cửa khang trang, ruộng đất nhiều. Trường hợp ít gặp may mắn cũng được hưởng thừa kế của ông cha giúp làm cơ sở. Theo tử vi thì nam mạng mệnh chủ tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp. Những người này được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi phải lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, tuổi Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Tuổi thọ trung bình từ 65 đến 75 tuổi, nên làm nhiều việc thiện tích đức để gia tăng thêm tuổi thọ. Ngược lại thì tuổi thọ sẽ bị giảm. Trên đây là tổng quan về vận trình của mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Tân Sửu 2021. Quý anh chị có thể thấy lộ trình trong năm nay của những gia chủ tuổi Giáp Thìn tuy gặp những khó khăn, thị phi, những điều xui xẻo không mong muốn ập tới. Tuy nhiên thì mọi chuyện đều có thể hóa giải, biến hung thành cát khi chúng ta biết hóa giải đúng cách. Dù gặp phải khó khăn nhưng năm này cũng là năm có nhiều cơ hội mở ra cho những mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 nhiều thành công, may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của lục thập hoa giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.